may 6 tỷ. 6 tỷ hả? Trời ơi, ghê hả? Cây này cũng cạnh tranh về cái may Nguyễn Hoàng, quán cà phê Nguyễn Hoàng cũng sói cà phê. Mến chào cô bác anh chị em, thì hôm nay mình có dịp ghé ngang thành phố Long Xuyên, ngay chân cầu Hoàng Diệu và Di Tăng. Thì mình có thấy cái chợ người ta buôn bán hoa kiển rất là sớm. Sẵn có dịp đây, không khí náo nức của ngày Tết của 2022 sắp đến. Sẵn đây mình đi tham quan một vòng, mình quay lại cho bà con cô bác xem cái buổi chợ Tết hoa kiển luôn. Ôi, cây bình bát. Đây là cái gốc cây bình bát nè. Ồ, cái mai nụ rồi nè. Ồ, cái mai. Tết thì đa số là mình thấy những cái cây mai thì rất là nhiều. Quá trời, những cây kiển bonsai nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. Trời ơi, cây mai nụ nè, như cái mặt quỷ luôn. Quá trời nụ luôn. Ảnh đặt lá mai không? Việc nhẹ lưng cao. Đây những cái gốc mai cổ thụ không à. Mai bị hoành cả mét luôn. Cái này gốc mai ha anh? Lộc dừng. Lộc dừng. Ờ, tưởng gốc mai chứ. Hình thú, có chân trước chân sau luôn. Anh ở đâu tới đây bán? Ở Thốt Nốt. Ở bên Thốt Nốt á. À, Tết năm nào cũng qua đây hay gì anh? Năm nào cũng bán đây. Những cây mai con tạo thành một cái bình hoa. Bữa nay mới có mùng 8, mùng 9 gì à. Do đó là buổi chợ Tết người ta cũng đi tham quan nhưng mà vẫn còn ít, thưa thớt vài ba người. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh thì chắc là bà con đi mua cũng ít, do ảnh hưởng về tiền bạc. Trời ơi, những cái cây mai kia nè, hết sức cái tàn. Người ta bán dao kéo cưa, dụng cụ để làm kiển, quá trời nhiều luôn. Ồ, những cái mai nụ quá to luôn, mà sao mấy cây này chưa lạc lá nữa. Cái gốc cây đó kìa kìa. Bữa nay thì những cái nụ hoa này chưa có nở, chắc cả chừng trên 20 sẽ có nở lại gai. Hiện tại mình nhìn bên tay phải mình có một cái cây mai khổng lồ. Để qua đây tham quan cái cây mai bự nè. Trời ơi, hết hồn cây mai kìa nè, bằng cái nhà luôn rồi. Hết hồn. May 6 tỷ. 6 tỷ hả? Trời ơi, ghê hả? Cây này cũng cạnh tranh về cái mai Nguyễn Hoàng, quán cà phê Nguyễn Hoàng cũng 6 tỷ. Quán cà phê Nguyễn Hoàng á hả? Nguyễn Hoàng là cũng 6 tỷ. Vậy là cái mai mà quán cà phê lớn nhất là ở góc bên kia hả? Là bên đây người ta bứng qua đây ta chân. Cây này khác, cây khác. Cây khác, cây kia dường như nhỏ hơn cây này. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn, cái tàn nhỏ hơn, anh có qua bển tham quan à. Thì kìa, nhìn cái mai bự mà ba bốn người leo lên đó để bắt đầu quắn và lặt lá mai kìa. Em thấy cái này biết cái kỳ công gì không?
để bứng cái gốc đi á, là người ta phải đào theo một kỹ thuật, người ta bó được bộ rễ. Và nếu mà một cây mà bứng nó nhầy vậy mất sức lắm. Nhìn cái tàn nè quý bà con cô bác, con người đứng trên cái cây kìa mà nhỏ xíu à, cái tàn bung rồi. Cái đường kính này chắc cũng cả 8-9 mét cho lên, cả chục mét ha. Nhiêu chị? Đường kính 1m4, góc. Góc là 1m4 nhưng mà cái tán. Cái chiều cao nhiêu chị? Chiều cao này chắc cỡ 4 mét là hả? 5 mét. Ồ, coi nè. Cây mai này của anh đó anh? Của anh em chung. À, anh em chung ha. Nguồn gốc cây mai này là ở đâu mình đem về đây á anh? Ở Long An. Bên Long An. Như cái niên đại của cái gốc cây này là khoảng bao nhiêu năm á? Theo mấy lão đại ở đây đón là cũng 70 năm. 70-80 năm. Cây này là anh mới bứng từ cái vườn em lên luôn hay là mới có từ lâu rồi? Hôm qua lên đây khuya tới 1 giờ mấy. À, bứng ở dưới gốc của nó từ ngày xưa giờ luôn. Tại vì khuya quá, đi xe đi lớn quá, đi cẩu, đi không biết đi sớm, đi trễ. Mình đang hiện tại là đang quấn những cái bọc vô những cái nhánh đó là tác dụng làm gì anh? Đó, mình để bảo vệ cái da. À, cái da. Cái cây mà giá trị cao quá, tóc da ra nó không hâm mị. Ồ, nhìn cái tàn nó đều cái ghê luôn. Lần đầu tiên thấy cây mai mà cái độ tàn mà nó đều vòng tròn như cây dù như thế này luôn á. Này là chưa có bàn tay con người nhúng vô nữa. Chưa có, cũng như là cắt tỉa lại ha. Chưa có đụng vô. Như cái lá này nè, hiện tại bây giờ khoảng mấy ngày nữa anh mới lặt. Tính bữa nay lặt luôn. Bữa nay lặt luôn. Cây này đúng ra có duyên mua được. Đeo anh đeo 7 năm mà chủ nhà không chịu bán, sau này mới liên lạc người bà con rồi đó, chủ nhà không cho vô xem. Như cái cây mai này mà từ Long An anh di chuyển qua đây bứng luôn và di chuyển qua đây thì cái tiền công và tiền bứng luôn á, mình mướn người ta là nó khoảng bao nhiêu à? Đồng tầm nó khoảng chừng 40-50. Trời ơi, nói cái tiền mà di chuyển với bứng hết 40-50 à? Còn bứng thì xe, tiền vật liệu đường này nó cũng đỡ lắm, mua đường xe. Mấy cây mà ve ra đường á, xin người ta mình đốn, mình phải đợi cho người ta chứ đâu có, người ta đâu có chịu mình ra mình đốn không. Chứ ra nó chạy mấy da này hết, không có quẹt á. Vậy là bên Long An mà mấy anh em mà đem qua đây chỉ có một cái cây này thôi, duy nhất thôi. À, mướn này 4 lô, 3 lô mà vô để cây này bít rồi. Ngoài cái cây này không, còn cây nào nữa không? Còn nhiều lắm, tính ra chiều nữa, mai mới đem qua tí. À, tại bứng cái này xong rồi con vườn đem đây luôn. Hy vọng là anh sẽ có một người nào có cơ duyên với cây mai này, người ta sẽ mua lại đi. Dạ, để cho dạ. Anh có khỏe hơn chút xíu ha. Dạ. Đẹp ha. Ồ, để tiến lại gần xem cái gốc cây kia. Ồ, cái gốc ở dưới này nó to nè. Hồi nãy anh nói anh đo là cái gốc bề hoành 1m mấy anh? 1m4. Trời, mấy cái nhánh là leo đứng được luôn à. Leo trèo luôn rồi nè. Qua 4 người lên rồi. Qua điều đặc. Anh thử là lên chơi đi. Điều đặc biệt là cái nhánh nó lên tới đó, bắt đầu nó ra những cái nhánh nó cái độ cong hoàn quẩn. Đúng là cây này. Giống như bàn tay con người á, cái chân chỗ đó kìa. Theo em thấy nhiều cây mai á, là đặc biệt là cây mai này nó có cái độ nhánh của nó, cái độ nó đều, rất là đều, cái mấy cái tàn ra. Nó bự mà nó đều. Đều nữa, đều tàn. Mà nó lớn mà được cái là nó đều nữa ha. Còn nó cây ta coi cái đế mà bây giờ không cần phải coi đế nữa. Cái cây này không cần phải coi đế nữa. Đúng rồi, nó bự rồi coi tàn được rồi. Nó hút rồi. Dạ. Cái này leo khoảng 10 ngự lên đây lặt lá mai là chuyện bình thường luôn hả chị? Dạ, dễ gì đổ ngã được. Dạ. Cây này chắc cũng là như mấy chú đó nói là kinh nghiệm, mà có thể là trên 100 năm là cũng đúng rồi. Thì, nhiều người đón lắm. Đón, đúng rồi. Mấy năm rồi, mấy năm rất tốt rồi đó. Này chắc còn
Bởi vì nó mới lên được một cái này đi đâu. Đúng rồi. Để coi cái độ nụ của nó. Dường, dường như là cái này là mình để ở dưới đất lâu ngày rồi mình chưa có lên chậu hay là chưa đúng lên thì cái đương nhiên cái nụ của nó sẽ ít phải không ạ? Đúng rồi. Nụ nết. Bảy cánh. Bảy cánh. Cái ba này á, cái nhà cái tốt á, cái sân trong rộng á, nguyên nhà lớn trước luôn. À, mình lui lại từ xa, mình quay từ xa cho bà con cô bác mình thấy nguyên cái tàn của cái cây rất là lớn luôn. Đây. Cái này giá gì vậy? 6 tỷ vậy chú. 6 tỷ. 6 tỷ hả? Dạ. Hết hồn nó bự rồi kìa. Cái đường kính từ cái mí này qua mí này là có thể là 10 mét. À, độ cao thì khoảng 5 mét. Bề hoành của gốc cây thì 1 mét mốt. Không thể tưởng tượng lần đầu tiên mới gặp được cây mai bự như thế này và cái tàn như thế này. Có thể là mình gặp cái gốc mai bự hơn cái này nhưng mà cái độ tàn nó không bằng cây này. Cái tàn quá đẹp và đều. Mà dường như Khánh có thấy không là tự nhiên nó ra tự nhiên ở dưới này là một lớp tàn ở dưới này phải không? Ở trên đó là một lớp tàn đó kéo lên trên nữa. Hai lớp tàn đó. Rất là đều. Những chi thì nói chung những cái chi rất là đều luôn. Nó rất là đều đặn. Cưng vô sát trong đó cưng thấy là có một cái nhánh nó ra giống như năm cái ngón tay xòe ra như thế này nè, hay chăng cái đó đó y gan luôn. Hấp hồn giống như là có một hai cái lớp, một lớp dưới và một lớp trên, rất là đều luôn. Hiện tại thì bà con cô bác thấy cây mai này cũng hơi độc lạ đó. Người ta cũng đứng ở ngoài người ta xem rồi dừng xe lại người ta hỏi giá cả. Cũng như người ta xem cái cây này như thế nào. Thì đa số người ta đi ngang đây thì người ta cũng trầm trồ với một cái gốc mai bự như thế này. Mình quắn mấy cái này xong hết mấy cái nhánh đó rồi mình mới lặt lá mai ha anh. Đúng rồi, tháo ra hết xong rồi lại thôi. Một gốc di chuyển một gốc mai thôi mà phải rất là nhiều những cái loại mút nè rồi những cái đồ kim dây buộc rất là nhiều luôn. Bộ gốc quá trời to luôn. Thành quá, thành quá. Bộ bánh ướt lâu vậy không ta? Ây da. Tính của mình là gì anh? À, thích lang thang anh. Thích lang hả? Thích lang thang. Thích lang thang hả? À, dường như cây mai này em thấy là nó tự nhiên nhưng mà nó ra hai tầng phải không? Một tầng chỗ chân anh đứng nè, một tầng trên. Nó có hai tầng anh. Đứng từ xa là nhìn rất là rõ ràng cây ra hai tầng luôn. Cây này là cây mai dĩa, hai tầng dĩa. Hai tầng đúng rồi. Hai tầng dĩa. Tự nhiên luôn chưa có qua chỉnh sửa. Em nhìn em biết mà chưa có chỉnh sửa gì hết à. Và điều đặc biệt là nha, những cái nhánh mà anh đang quắn ở trên á là em thấy ngộ lắm, nó chỉa ra những cái đường ánh sáng mà để cho tỏ cái tàn nó đều gan luôn á. Hiện tại thì ba người đứng trên đó quắn. Quán chắc cũng hơi lâu à, tại vì nhánh quá trời nhiều luôn à. Quá trời cái tạng. Đây, ra từ xa nè, quá trời lớn luôn. Ai chạy xe ngang cũng đều dừng lại và đứng dòm cây mai. Tại vì quá trời lớn và cũng hơi độc lạ. Còn xung quanh đây hồi nãy giờ mình đi cũng gặp những cây mai cũng lớn nhưng mà cái độ hoành tráng như bằng cây mai này thì không có. Đây, như những cái cây bên đây cũng lớn cũng đẹp mà không bằng cây đó.